Em xin trân trọng có quý vị các bác quay trở lại kênh của Việt Phú. Hôm nay em có đi ở một cái quán xa ngày trước, em đi một lần vào cái đợt Tết Dương lịch chứ. Thì hôm nay trời nó cũng hơi thất thường nên mãi em mới đi được. Xong đây quay cho bác một số con. Thì hiện tại cái dịch bệnh nó đang lan mạnh nên là hàng hóa nó cũng về cũng không về được. Nhưng mà em vẫn quay cho bác xem một số con để các bác có nhu cầu tìm hiểu. Nếu mà lấy được thì cứ gom lại, thế nào dịch xong rồi về thôi. Em sẽ quay một số con Lobo. Đây là con Solo 5 giống như con đợt trước em quay ở bên quán bên kia. Con kia là Solo 2 thì phải. Con này thì đắt hơn. Giá tầm 3 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Con này là made in ở Canada. Made in Canada nha các bác. Con này là Sao 3 Solo 5. Con này thì loa TV các thứ. Em sẽ quay một số con loa bầu cho bác xem. Này có rất nhiều loa TV Marcel Panasonic này. Nhưng mà em sẽ quay một số mấy con bầu trước vì có nhiều bác hỏi. Đây em đang trước mặt em đây là mấy cái dàn 5.1 của loa bầu. Đầu tiên đây là cái con loa 5.1 501Z. Còn số bác hỏi loa bao 501 thì đây hôm nay có luôn đây 501Z nha các bác. Con này có giá là khoảng tầm hơn 4 triệu Việt Nam đồng. Con này thì có đây loa con nó đây, 4 con loa con, con cái loa con này. Và con này là made in ở USA nha các bác. Đây có ghi chữ USA nhé, nó yêu USA. Đó, đằng sau thì không quay được vì nhiều bác hỏi quay đằng sau, nhưng mà con này hỏi là nó nặng lắm, với lại chặt quá không mình dỡ ra một mình ấy, nó cũng hơi bất tiện. Nó 501Z bảo hành 3 tháng. Nó có đây, một cái trầm và 4 cái này thôi chứ không có dàn đầu và CD. Tiếp theo bên cạnh đó là cũng một combo khác AM5 Series 3. Bộ AM5 Series 3. Con này nó có như cái bỏ trong cái hộp này. Nó có 4 cái loa con và một cái loa trầm của nó. Người ta bỏ trong cái thùng rồi. Nó quay lại này thành ra là không nhìn được. Mình chỉ nhìn được bên ngoài nữa thôi. Quay xa ra chút để thấy. Đây các bạn thấy không? Bộ hành 3 tháng. Con này có giấy chứng minh này, có dây cáp kết nối bị xước và bị bẩn cũ thì không tránh được. Đây, 4 cái loa của nó đây. Nhiều bác hỏi bố có mua được 4 cái loa rời này không? Người ta bán cả cụm này rồi, em mua 4 cái này thì người ta bán sao được? Các bác hỏi khó quá. Trên này có dàn Denon giống như dàn Denon của em ở nhà. Đấy, nhưng mà đây người ta bán 3 triệu cơ. 3 triệu 2 cơ. Đấy, cả dàn như này. Một CD này. Một trầm và mấy cái loa con. Đấy, nó đứng đấy. Rồi thì sang quay mấy con loa bầu khác ở bên góc bên khác. Ở đây là mấy con 301 và 201 cũng như là con boss 802 súp hơi, hai lỗ thông hơi. Hay thì nhiều bác có hỏi là đi tìm cho bác mấy con 601, 701 hai lỗ thông hơi hay con này không? Đây có luôn con 802 luôn, series 2. Đây nhưng mà mấy con này thì nó đắt. Khá đắt. Đây, đầu tiên em sẽ quay trước về con 301 series 5. 301C5 màu trắng. Vẫn còn trong bọc nha các bác. Hàng đã qua sử dụng nhưng người ta có bọc vào thì phải. Vẫn còn nguyên trong bọc. Đấy. Đấy, các bác có thấy được túi bóng bọc nguyên. Con này thì có giá khoảng tầm 5 triệu rưỡi Việt Nam đồng. 6 ohm không ghi công suất ở đây. Bảo hành 3 tháng. Có bị có bao bọc này. Rồi thì 6 ôm điện trở có bị xước và bị bẩn này, không có thêm thông tin. Sau này em sẽ quay ra để xem công suất các thứ. Đây tép của nó ở nằm góc này. Và con này là sản xuất ở tại Mexico luôn nhé. Đây made in Mexico nha các bác. Hơi người. Rồi đây là made in Mexico. Công suất 150W. Đây là một đôi 301 series 5 nha các bác. Quay xa ra cho bác xem. Boss chữ to. 301C5 5 triệu rưỡi.
chưa kể ship về các thứ, khá đắt, đắt hơn tiền ở Việt Nam nói chắc. Và sang bên này là một combo khác, 201 series 5. Đấy. Con này thì cũng thấy khá hiếm. 201 series 5 nha bác. Con này có bị cái e căng nó bị chốt nó bị gãy này. Con này thì không có bọc ở ngoài nữa. Và một cái loa cái này thì nó đã bị ở bên trái thì đã bị mất cái chữ logo bầu ở ngoài. Cái bên kia vẫn còn kìa. Này, cái bên trong vẫn còn. Quay ra coi thông tin cho bác xem. Con này cũng made in Mexico luôn, công suất là 120W. Đấy. Đây các bác. 6 ohm 120W và sản xuất tại Mexico. Và năm nào thì em cũng không biết. Cái này cái viền nó hơi bị cũ một tí. Con này cũng có giá đắt bằng con 301 series 5 bên ngày luôn. Hai con là giá tương đương nhau. Rồi, e căng này bị gãy, con này đắt thế nhỉ. 201 series 5 đắt thật, đắt hơn cả luôn. Còn ở đây là có rất rất nhiều là bầu lời kia ở trong góc kìa. 101 MMG ấy. Đấy, có một con 101 MMG nằm đấy. Nó không có cái nắp loa ngoài. Con này sao lại không có nắp loa nhỉ? Một bên có nắp loa, một bên không. Con này có hai lỗ thông hơi. À, người ta để lắp đằng sau để cho dễ nhìn các bác. 101 MMG con này đắt. Con này giá thầm gần 3 triệu rưỡi. Đấy. Còn đây là con bô 125. Cũng nhiều bác hỏi con này. Nhưng con này thì bên này giá đắt lắm. Bên này người ta đang bán là khoảng tầm hơn 6 triệu, 6 triệu 2. Logo nó là xiên xiên như này. 6 triệu 2 nhé. Không có thông tin gì, chỉ có bảo hành 3 tháng và 301 3 triệu 2 1 2 5. Đấy, là 1 2 5. Bên này đâu này có mấy con nữa, anh sẽ đến quay nốt cho bác xem. Đây các bác, đây là con bầu model 121. Đấy thì con này thì có 160W 88 decibel, công suất và điện trợ 6 ohm. Bình thường là nhập lực 60W, xuất lực 160W, bảo hành 6 tháng. Có giấy thuyết minh đi kèm. Và có giá là tầm 2 triệu 7 tiền Việt Nam. Một đôi như này không có chân giá. Đây, cái gỗ vỏ gỗ nó rất đẹp. Bên này là cái nút không quay. Đây. Đây là 101 AD. Cũng như chữ bot vẫn còn nguyên rất là đẹp. Có giá là 3 triệu 4. Sản xuất tại không thấy sản xuất tại đâu. Bot Corporation Birmingham. Con này công suất là 150W, là max từ 45 đến 150W. Thế thì không ghi này thì chắc là Birmingham thì chắc là ở Mỹ rồi. USA rồi. 45 đến 150W nha bác. Bầu 101 AD. Một đôi, bên này cũng là một đôi tiếp. Bên một đôi, bên một đôi thì giá như nhau. Và thông tin như nhau, không có gì đi kèm. Bên này là 101 MM này, có giá khoảng tầm 2.3 này. Một đôi này. Bảo hành 3 tháng. Có đầy đủ giấy tờ có đầy đủ thông tin hơn là có bên này. Đang có thông tin là Birmingham luôn. Đấy, không ghi công suất ở đây. Thế chắc là con bên kia sẽ có. Nhưng mà phía sau thôi em lại không ngoáy ra nữa. 101 MM này thì nó là 6 ohm. Đời năm 2002. Đấy, con này 150W. Trước em có đưa về Việt Nam mấy con như thế này rồi. Bên này một đôi nữa, 101 MM tiếp. Khá là đẹp, khoảng tầm 90%. Có... cũng là xem nào. Đây, 101 MM 150W 6 ohm này nha bác. Sản xuất thì ở tại là Bow Corporation Birmingham, USA. Đấy, thì bên này là một con 101 IT. Em này thì em vẫn đang có một đôi nha. Nhưng ở đây thì nó có thêm cái giá, chân giá nó. Chân giá nó cũng là thương hiệu luôn. Con này có giá 3 triệu, sản xuất là 1988.
giá mới của nó là 9 triệu và bây giờ giá cũ là 3 triệu. Đấy, nó khá đắt. Để xem cái thông tin sau. Ôi, 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 ôi. Ngỡ rơi nó đập chết. Con này công suất của nó là 160W nha các bác. Yeah. Ở Made in USA. Đấy, thì một số con bầu em quay cho bác xem. Giữa này có rất nhiều loa lẻ tẻ, nhỏ, to như đều có. Rất là đẹp. Dây BL khá nhiều. Yamaha Tannoy khá nhiều. Tannoy đây có mấy đôi. Con này căng rũ rũ này. Hôm nào gỡ ra xem chứ. Đấy. Tannoy Sandy. Tannoy Definition. Giá nó đắt 100 triệu. Rồi thì em xin tạm dừng cái bầu ở đây. Ở bên này còn con nữa quay nốt. Đây có một con bầu 101 121. Con này nó bị hỏng một điện nó có vấn đề. Thì nó bán có một cái có cả giá. Thì con này giá 900.000 một cái bị hỏng. Còn mua này làm gì? Chỉ được cái đẹp thôi. Đấy, trong màng loa vẫn còn rất là mới các thứ. Cái căng bị gãy mất hai chốt. Đấy. Thế ông nào tháo xem làm gãy thôi. Ok, em xin chấm dứt video tại đây. Em sẽ đi tìm mấy con lọc xì với lại cái mạ cho các bác em tìm mà không có. Rồi. Lọc xì lọc xiếc đây. Bị hỏng rồi. Technic 220. Con này là điện vào có vấn đề. Đồ xạ động là cái chức năng thì chưa trách nhưng mà con điện có vấn đề. Cái này về Việt Nam thì các bác sửa một phát một. Giá khoảng tầm hơn 200 nghìn thôi. Ok, em xin chấm dứt video này tại đây. Cảm ơn các bác theo dõi và để em sẽ quay video khác cho bác xem.